Xin chào anh Minh Tù, chào đội bạn và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Quý và rất vui khi đến với chương trình Về Nhà Đi Anh. Thì Về Nhà Đi Anh là cái từ là một giống như là một từ mời gọi. Anh nghĩ là một lời chào. Một lời chào đó, Về Nhà Đi Anh. Chào anh, Về Nhà Đi Anh, ừ, về luôn. Không, đúng không, Về Nhà Đi Anh là phải cái người khác, không phải là kêu em về mà một người bạn của em, một người nữ. À, một người nữ xinh đẹp, trẻ trung, hồi nãy là em vô tình em bắt gặp được, em làm quen được trên đường đi tới đây. Trên đường đi, dạ. Là làm quen, là làm tới quen. Chơi luôn. Tới chơi luôn. Hay quá. Chơi xong rồi kêu Về Nhà Đi Anh. Khoan nha, tôi nghe đến nhà chỗ này nha. Nhưng mà không biết là hình như là mình cũng ý lâu năm mà em hả? Thì bởi vậy. Chứ sao mà mình cũng hơi dễ dãi đó. Không, đâu có dễ dãi đâu. Không, đâu có dễ dãi đâu. Phải kỹ, phải tìm hiểu. Nhờ chương trình này để coi cách tìm hiểu coi là có hợp nhau không. Giới thiệu luôn. Rồi, vào đi em. Chào anh Minh Sù, chào đội bạn và chào tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Quyên và hiện tại thì em đang làm công việc ở một phòng sự kiện. Em cũng mới gặp anh Quý 2 tiếng luôn. Rồi có tìm hiểu gì nhiều chưa? Nãy là gặp ảnh là trong cái trường hợp rất là nghiệt ngã, là ảnh bị công an thổi xe. Trong trường hợp đó, một là em là công an, hai là em cũng bị thổi chung. Tại vì anh Quý là vượt tốc độ, em ở sau em chạy theo, hai đứa bị bắt chung luôn. À, thật là rất là hữu duyên. Dạ. Mình tại vì mình ế lâu năm mà giờ gặp được Quyên. Em không cần phải nói cái đó, ai cũng biết em đấy. Dạ. Ừ. Bên đây kể quá kể em, Kiều. Dạ. Sơn. Dạ. Hai đứa phải làm sao để cho câu hình lại chứ, bên đây nấu quá. Sao em? Kể cho anh nghe coi. Có những cái kỷ niệm nào khi mà mình đi lưu thông ở trên đường đó mà mình gặp phải một cái trường hợp vui cũng được, hoặc là cái trường hợp mà mình bị phạt cũng được, hoặc như thế nào cũng được, có nhớ cái nào không, kể anh nghe. Em cũng có lần đi chợ thì đang đi thì quên bật xi nhan, thế là em bị công an thổi vào. Rồi sao, đứng đằng nỉ phải không? Không, thì cũng đóng phạt nhưng mà phải gọi người nhà ra đóng giùm mới được đi mà, tại cái lỗi của mình. Nhưng anh hỏi cái lúc mà mình bị công an thổi vô á, mình không biết là mình sai đúng không, nhưng mà khi mình bị thổi vô, cái tâm lý của mình lúc đó làm sao? Quéo đúng không? Đội mình tên gì nào? Em lấy tên là, như đã nói là tìm hiểu rất là kỹ. Một, thôi em hai, ra tên ba. Kỹ. 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 Chắc đội em có vẻ hơi trái ngược một chút. Không sao em ạ, mình cá tánh. Đội của em quyết định lấy là tốc độ. Hợp lý. Nói chung tốc độ nhưng phải an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mở ra những câu chuyện mới về an toàn giao thông với hai đội chơi. Xin mời.